con hôm nay. Anh em tôi đang đi thăm đồng cùng bà con. Đây là cánh đồng ở xã Thới Hưng, lúa Jasmine. Như công ty đã cảnh báo với bà con là tuần trăng này sẽ có dày. Và hôm nay cho bà con chúng ta xem. Đây. Đấy. Ui, chỗ này cũng có rồi này. Thấy chưa? Dạ. Cho nước vô là mình sẽ thấy thôi. Chỗ này cũng có. Quay đi. Cho bà con xem. Đó. Nhiều bà con chúng ta chịu khó thăm đồng dùng. Hiện nay bà con kêu không có dày. Đây, mời bà con chúng ta xem cho em. Bà con hiện nay đây như chỗ này là dày nó xuống tới nóc rồi. Quay, em quay sát đi. Này bốc được rồi bà con. Này là bốc lên được rồi, dày bốc lên được rồi. Đó. Người ta bảo 5-3 con một tép là phải xịt. Đây nó cả hàng nghìn con rồi. Này là cháy rồi nhá. Cây lúa yếu xìu. Chú thấy cây lúa yếu xìu. Này nó khô lên, cái lá nó khô lên hết rồi. Đây em bốc lên cho anh xem này. Này bốc lên được rồi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy. Đấy. Hôm qua nó đâu có giữ thần gì nào ta. À, hôm qua nó không có giữ thần, con nói với chú rồi. Đây chú cho chú nhìn đi. Rồi, dài như thế này nhiều chưa chú? Hả? Cái này hàng mấy nghìn con trên một gốc luôn rồi chứ cần gì nữa. Đây hả? À, anh ơi. Bây giờ nó đỏ lúa hết trên đây này về. Giang nhổ cho anh một cây lên để cho xem nó bám này. Tốc độ nó bám này. Đây. Hả? Bây giờ chán nó sợ rồi không nhổ nữa đúng không? Ở đây này, nhìn nó bám chưa? Anh nhìn thấy nó bám chưa? Đó, nè, nó bám dày đặc luôn rồi nhá. Đó. Nó nghiêng cái máy xuống nước chụp hình dưới nước đó mới cho nhìn. Từ đó. Sao mà nó có năm nào nó cũng có cái lối này gì nè, qua cái giặt lẫn thì nó không có sát nhiều. Kính thưa bà con, hiện nay thì cái chảo lúa 50 đến 60 ngày của bà con ở nhiều thứ có cái vùng đúng như các cơ quan chức năng dự báo và chúng tôi đã dự báo với bà con cách đây hơn một tuần là bà con chúng ta cần phải thăm đồng, bởi vì trong cái chu kỳ trăng tới là sẽ có một lứa dày. Hiện nay theo cán bộ của công ty thì chúng tôi vừa mới đi thăm đồng điển hình ở Cần Thơ cho bà con chúng ta vừa đấy xem, thì hiện nay dày phát triển rất là mạnh. Một số ruộng thì đã có hiện tượng cháy dày lên tới nóc rồi bà con, lốm từng đốm rồi. Công việc đầu tiên bà con chúng ta cần làm ngay bây giờ là bà con chúng ta phải thăm đồng. Thứ hai nữa là bà con chúng ta phải bơm nước vào ruộng, khẩn trương bơm nước vào ruộng và tiến hành mua thuốc phun. Hiện nay do cây lúa của bà con chúng ta là đang ôm đồng hết rồi, do vậy để đảm bảo mà phun thuốc để cho làm sao nó đạt được cái hiệu quả cao thì bà con có thể liên hệ trực tiếp gọi tới đội máy bay của công ty cổ phần Nicotech, hoặc bà con chúng ta cũng có thể tự phun. Tuy nhiên để đảm bảo được cái con dày được chết thì bà con chúng ta phải sử dụng những cái thuốc mà nó có hiệu quả cao. Ngoài ra thì bà con một trong những cái công việc đầu tiên thì bà con chúng ta phải bơm nước vào. Nếu bà con ta không bơm được nước thì xin thưa với bà con là chúng ta trị con dày rất khó, về tập tục con dày bà con chúng ta biết rồi. Một số các cái chà lúa thì chúng tôi khuyên cáo bà con khẩn trương thăm đồng, thì hiện nay thì lứa dày như chúng tôi đi thăm thì đang phát triển rất là mạnh. Bà con chúng ta khẩn trương. Nếu trong cái giai đoạn này mà bà con chúng ta không trị thì đến cái giai đoạn sau, xin thưa với bà con là chúng ta rất là khó khăn trong cái việc trị dày, bởi vì là cây lúa chúng ta đã trổ rồi. Thay mặt cho công ty cổ phần Nicotech, xin trân trọng cảm ơn bà con. Bà con có nhu cầu sử dụng máy bay phun thuốc, bà con hãy liên hệ trực tiếp lên đội Nicotech Pride với số điện thoại 0907
7968 19.